Hey yo, xin chào tất cả anh em, mình là Mel Gamer và đây là War Robots phiên bản chính thức. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là Otokachi không thể cản phá. Đúng vậy, mình đã mang những cái vũ khí mới nhất trong bản cập nhật mới nhất vào và lắp trên Otokachi và đúng là thực sự là không thể cản phá được. Đầu tiên thì mình sẽ lắp bộ vũ khí gây ra loại hiệu ứng Rust trên Otokachi, đó chính là Damper là khẩu trung bình và Tamer là khẩu hạng nhẹ. Hai Temper và hai Tamer được lắp trên Otokachi kết hợp với Paladin và Durability Extender nó sẽ như thế nào thì mời các bạn xem video nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chiến đấu trên map Moon là mặt trăng. Bản đồ này được thiết kế lại một cách đây không lâu và chúng khá là đẹp. Và ngoài ra nữa thì đang có sự kiện lễ hội mà, cho nên là các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái giải rất là trông rất là đẹp, hiệu ứng trông rất là đẹp và thậm chí là còn bị lỗi nữa cơ. Ở phía dưới màn hình nếu như các bạn nhìn vào và phía hai cạnh thì còn bị lỗi nữa đó. Và mình đang bị tấn công bởi hai Otokachi cùng lúc nha, mặc dù là một trong số đó thì không tấn công trực tiếp vào mình. Kích hoạt Paladin tăng độ bền tối đa và mình sẽ ngắm vào Otokachi đấy nha. Pop một kill rất dễ dàng. Và một chi tiết nữa đó chính là cái loạt hiệu ứng âm thanh bắn ra từ Damper, Tamer, Trickster và Deceiver rất là hay, nghe cực kỳ lực luôn. Mình sẽ các bạn nghe thấy rồi đấy. Ok thì mình sẽ tiếp tục tấn công vào bạn Otokachi này này, kích hoạt Paladin một lần nữa. Mình sẽ spam càng nhiều cái này thì càng tốt nha. Ok, tấn công vào robot Mars hơi lag nhẹ một chút đến từ vị trí của wifi nhưng mà bạn ấy đã bị chết. Và pop double kill dành cho Otokachi của Mario Gamer. Và Angler kích hoạt Electricity Shift hay là cái gì đó. Ok, mình sẽ cố gắng đi ra khỏi cái vùng bán kính của bạn ấy nha để không bị mù mà. Rồi thì nó kích hơn một chút về triple kill kích hoạt Paladin một lần nữa. Nói kỹ hơn một chút về Tamer và Damper thì đây là bộ vũ khí sẽ gây ra loạt hiệu ứng Rust, tức là khi mà kẻ thù bị dính hiệu ứng này càng nhiều càng tốt. Ok thì mình sửa bản Lynx này đã. Mất Fox Field này rất nhanh thôi và Rampage. Khi mà kẻ thù đây đợi mình tí nha. À chưa được, mình chưa được cut line vội. Đây mình sẽ được cut line với bạn River này và Pop God lại. Khi kẻ thù bị dính hiệu ứng Rust thì kẻ thù sẽ bị giảm khả năng, à mình chỉ nói trên cái phương diện về vũ khí này thôi nha, thì họ sẽ bị giảm khả năng hồi máu đấy. Càng nhiều tầng được tích thì cái khả năng hồi phục sẽ càng bị giảm đi, tức là nếu như các bạn bị dính quá nhiều tầng của hiệu ứng Rust thì khi các bạn kích hoạt module hồi máu hoặc là bất kỳ một cái phương thức hồi máu nào khác thì gần như các bạn sẽ không thể nào hồi phục lại được. Đấy chính là cái điểm chết người của cái loại hiệu ứng mới nhất này đó. Ok thì bạn này đã mắc một sai lầm lớn rồi. Mình kích hoạt Advanced Repair Unit được tăng điểm phòng thủ và số lượng sát thương đầu ra nha. Đấy, mình sẽ kích hoạt Stampede một lần nữa trên Otokachi, tấn công vào bạn này ngay cả khi bạn ấy đang ở chế độ không có vũ khí nào cả, chế độ quả bóng. Mình đẩy bạn ấy vào chỗ này này để khiến bạn ấy sẽ bị tấn công bởi rất nhiều đồng đội của phía chúng ta. Tiếp tục tấn công vào và ok, Temper là người ăn mẹ. Và các bạn đừng quên là Hiroko nó cũng có khả năng tấn công nha. Ngoài tấn công thì nó cũng thể áp dụng cái hiệu ứng làm chậm thì phải, mình nhớ mà thế. Ok, tiếp tục bạn giá này đã đi sai hướng này. Ngay hạ cánh tiếp đất ngay phía trước mặt mình là không đúng bài rồi. Ngay cả Hawk cũng phải sợ mình nha. Và rup triple kill. Tiếp theo tấn công vào Typhon và rup. Ok, chơi được rồi, lag nhẹ nha. Mình sẽ tấn công luôn vào phía vùng an toàn của team địch luôn để cho các bạn xem là con robot này nó điên rồ như thế nào. Đấy. Và Hawk Rampage sử dụng khả năng đặc biệt này và ăn luôn bạn Ophion khi bạn đang bay. God lại. Khi mình tấn công vào Mender như này thì gần như là cái khả năng của Mender sẽ bị phế nha, tại vì mình bắn rất nhiều vào Mender và bạn ấy sẽ phải chịu rất nhiều những cái hiệu Rust. Beyond God lại với Otokachi mình kích hoạt module chủ động của mình để gia tăng cái lớp bảo vệ đầu ra điểm thủ ấy và Pop Living Legend với Temper và Tamer. Ok, tiếp tục bạn ấy, khi bạn ấy tấn công vào thì mình sẽ lùi lại nha, mình lùi lại để mình không bị dính cái hiệu ứng giảm hỏa lực, nhưng mà thực tế thì mình vẫn bị trúng nhưng mà mình có cái module để nó bảo vệ mình trong một khoảng thời gian nha. Đấy rồi, tiếp tục thì mình sẽ tấn công những kẻ thù như thế này nhờ là Newton của team chúng ta đã nhấc những bạn này lên. Sau đó mình tấn công có Kin Aegis và Titan Slayer dành cho mình cực kỳ ngon luôn. Đấy, nói chung là cái bộ vũ khí này nó vừa có khoảng cách bắn rất là xa lên tới 600m và quan trọng hơn cả là tốc độ bắn còn rất nhanh. Và gì nữa, chúng ta sẽ có cái độ chuẩn xác ngay cả khi đứng ở cái phạm vi 600m rất cao, không bị sợ là bị tỏa đạn giống như kiểu là Shredder.
giống như kiểu là Punisher. Và một cái nữa quan trọng hơn này, nó có tích hiệu ứng, cho nên là nó tích đồ mẹ rất là nhanh. Mặc dù là có một số bạn mình tham khảo trên các diễn đàn thì các bạn ấy có bảo là cái khả năng tích hiệu ứng để nạp tổ mẹ đã bị giảm xuống rồi, nhưng mà theo mình thì nó vẫn rất là nhanh nha. Đấy, cái trận đấu này mình ghi hình mới chiều nay thôi, cho nên là mình nghĩ là như thế này là quá đủ rồi. Tấn công một Fenrir trước cho các bạn xem này. Đấy, mình tấn công Fenrir, Fenrir không thể nào. Ồ, không bị cơ hồi máu không, nhưng các bạn nhìn thanh máu của mình này, mình vẫn tiếp tục tăng nha. Tại vì mặc dù là mình bị tấn công từ Blava Kisten, từ phía Titan địch, mình bị tấn công từ Electric Lasso và Mahavajra Vajra của Indra, và mình tấn công, ui, mình tấn công Fenrir và mình quay mặt lại thì Indra, Kraken Indra cũng phải bị tiêu diệt. Tiếp tục thừa thắng sông lên này, mình sẽ tấn công vào Seraph trước. Bạn nào chưa xem video về đánh giá chi tiết Seraph sau 9.4 thì nên xem lại nha. Đây chính là cái bảng tóm tắt review nhanh về video đó này. Đấy, pop một phát là Seraph đi, ngay cả khi có Fox Wheel trên trong khả năng bay nha, cũng bị thế thôi. Ok, thì đây là cái sự tàn phá của Ostrakochi nói chung và khi được trang bị Jumper và Tamer nói riêng. Chúng ta giành được 7.9 là sát thương và đây là cái kết quả chung cuộc. Ở cái trận đấu thứ hai thì nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút, tại vì là mình đứng ở cái vị trí nó bị rỉa khá là nhiều, nhưng mình cố tình làm thế để muốn xem là Ostrakochi nó có thể chịu đựng được bao nhiêu lượng sát thương trong một khoảng thời gian như thế. Tấn công vào Nether, mình quên mất. Trong trận đấu trên map Shenzhen, tức là Thâm Quyến này, thì mình sẽ sử dụng, thay vì sử dụng Tamer và Tamer như ván trước, tích hiệu Rust, thì trong trận đấu này mình sẽ sử dụng Deceiver và Trickster. Deceiver là hạng trung, còn Trickster là hạng nhẹ nha. Chúng sẽ gây ra hiệu ứng Dot hay là Unmon Damage over time như thế này. Đó. Rồi, mình khi mình chơi cái bộ này thì mình hơi chủ quan một chút, tại vì là mình nghĩ là mình tích đủ hiệu ứng Dot rồi, và từ đó sẽ để cho cái sát thương Dot tấn công vào bạn Siren kia, nhưng mà cuối cùng là bạn ấy vẫn hồi máu được và bạn ấy chưa bị sao nha, mình bạn ấy vẫn còn sống, ngay cả chưa là last stand còn chưa bị kích hoạt cơ mà. Đấy, ok thì mình sẽ tấn công tiếp này, kích hoạt Paladin một lần nữa và mình sẽ rút về một chút. Tại sao mình nói là ván này mình hơi không được hay như ván trước, tại vì mình chỉ núp sau những cái tấm bia như thế này để khiến cho mình nghĩ như thế này đủ, nhưng mà thực sự là team bạn có một số những cái vũ khí có thể bắn vòng qua như kiểu là vũ khí đạn đuổi Smuta Cramola của Siren, hoặc là Bulava Kisten của The May Muromes phía kia. Đấy, bạn ấy rỉa mình rất là đau. Ok, bạn Skaros này nghĩ mình ăn được mình nha, nhưng mà không, mình sẽ kích hoạt Stampede một lần nữa. Ồ, bạn ấy sử dụng White Tower để khiến cho mình không bật được cái module chủ động, rất là thông minh. Nhưng mà không sao, mình vẫn có thể bật được nha, như thế này. Và pop, kích hoạt Paladin một lần nữa này, bạn ấy không thể thấy mình tại vì mình sẽ được tàng hình trong một vài giây, 2,5 giây. Và sau đó mình sẽ tiếp tục tấn công vào này, đấy. Và các bạn thấy không, nó vẫn chưa đủ để kích, để hạ bạn này nha, ngay cả khi mình bật Stampede lên. Đấy, cũng không thể hạ được, bạn này khá là trâu đấy. Và mình sẽ phải tấn công thêm một lần nữa thì mới đủ để mà hỗ trợ nha. Assist. Ok, bạn là Angler này khá là khó chịu này, tại vì bạn ấy đứng từ xa và cứ sử dụng cái vũ khí để rỉa rỉa mình. Mình sẽ núp vào sau một chút, và các bạn nhìn thấy lượng máu của mình khá là thấp nha. Và không có quá nhiều đồng minh, không có quá nhiều kẻ thù để mình tấn công spam vũ khí vào, cho nên là mình không kích hoạt được nhiều Paladin để hồi lại được màu xám. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng rỉa rỉa thêm một chút nữa. Đó, nói chung là Ostrakochi vẫn hoành hành được trong những cái trận đấu kiểu dạng như thế này nha. Ok luôn. Và khi này là bạn The May Muromes, bạn thì đã hạ xuống rồi, nhưng mà mình di chuyển hơi sai một chút này. Mình bị mắc vào cái phía cánh trái vừa nãy, và mình lại đi lên cái bậc của cái chỗ vừa nãy nữa, cho nên là nó đã bị giảm cái tốc độ lại, kiểu Ostrakochi bị khựng lại. Từ đây sẽ khiến cho Muromes có cái thời gian để nạp lại khả năng bay vào đấy, các bạn thấy chưa? Khi mình ra tấn công bạn ấy thì bạn ấy đã bay lên rồi. Vậy thôi. Cho nên là bạn Angler đằng sau nghĩ thế là hạ được mình, là bạn ấy cũng bật luôn cái khả năng lên để hạ mình. Là mình sẽ cố gắng bật cái Stampede chạy đi và di vào sau như thế này. Mình định hạ bạn ấy cơ, nhưng mà có một Lucha Dog team địch nữa, cho nên là mình không thể ăn được. Khá là nguy hiểm trong tình huống này. Mình sẽ kích hoạt Paladin một lần nữa và mình sẽ lui về như thế này nha. Không thể hạ được mình luôn đâu, tại vì mình vẫn còn nhây được thêm một chút nữa mà. Đây các bạn nhìn nha. Mình núp đằng sau cái tòa nhà này khiến cho Lucha Dog không thể bắt kịp mình, tại vì bạn ấy là Titan, đi khá là chậm. Tiếp theo mình sẽ kích hoạt cái này và pop. Ủa, ok, mình ăn được Ophion với Stampede MK3 vào đây.
Đây là cái khoảnh khắc mà mình bị hạ này các bạn ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Mãi mình mới bị hạ cơ. Ok, và mình sẽ kích hoạt Newton và mình sẽ tua nhanh một chút nha. Nó không phải là cái đoạn khá là gay cấn, mà cái đoạn gay cấn là đoạn cuối cùng cơ. Đây, mình nhấc bạn ấy lên này, các bạn cũng nhấc mình lên. Nhưng mà mình được phụ giúp một chút nữa thì mình ăn được Titan Slayer. Tiếp theo mình sẽ đợi bạn ấy hạ xuống này và giúp Titan Slayer. Ok, mình lao bạn ấy lên, ấn nhấc lên và pup và giúp Titan Slayer. 3 Titan Slayer trong vòng rất là ngắn. Rampage. Đó, và mình đi giúp bạn này nhưng bạn ấy bật Fish Shift. Ok, không làm gì được thì mình sẽ lùi lại một chút nha. Và tỷ số đang khá là nguy hiểm cho chúng ta khi mà đang ở thế hòa. Đó, giúp không còn thủ. Đây là cái khoảnh khắc mà mình đấu với hai Luchador này. Ok, mình sẽ đẩy bạn ấy lên trước nha để bạn ấy không tiếp cận được mình. Còn bạn này, bạn ấy đã kích hoạt khả năng nhảy rồi, không thể tiếp cận được mình. Mình sẽ giúp thêm một phát nữa. Bạn ấy kích hoạt Reflector Shield từ cái Ultimate Defense. Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi hết cái khả năng nha. Sau đó thì mình sẽ lao ra mình giúp bạn này. May là team mình có Mender ở đây và có một bạn kích hoạt thêm cái tổ mẹ nữa thì phải. Để xem nào. À không, không phải, nhưng mà mình vẫn được bạn kia. Và sau đó thì mình sẽ đẩy bạn ấy lên để bạn ấy bị mất phương hướng trong cái loạt đạn một lần nữa. Và mình cố gắng đi phía dưới để bạn ấy không thể nào tấn công được mình trong khi cái Reflector Shield của bạn ấy đang được kích hoạt. Cố gắng diệt thêm Ravana một lần nữa và mình sẽ tiếp tục cố gắng chơi với bạn này. Nhưng mà không thể nào mình chơi được bạn ấy. À, mình ăn được rồi, vậy là mình hại được hai con Luchador. Mình hạ thành công hai con Luchador trước khi mà trận đấu nó bị crash, nó bị lag các bạn ơi, lag giữa chừng. Và cái màn hình cuối cùng mà mình nhìn được chính là như thế này. Tức là tỷ số của chúng ta là 21-20, chúng ta đang có lợi thế. Mình cùng đồng đội và Newton của mình đã hạ được hai Luchador trong cái thế áp sát. Và các bạn đi sử dụng loa như vậy. Đó, vậy thì các bạn nghĩ sao? Được cơ mà là mình bình luận đến các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hay. Chia sẻ nó tới bạn bè để họ cũng biết nhá. Là cái kênh mà Newton không bỏ lỡ bất kỳ một video gameplay nào khác mình sẽ lên sóng trong thời gian tương lai. Các bạn muốn xem cái nội dung gì nữa trong meta này và trong cái nội dung cập nhật của bản này, ví dụ như kiểu là mình hôm nọ mình có đọc được một số bình luận của các bạn bảo là so sánh Deceiver, Temper, Trickster và Tamer, các bạn có muốn xem không, hoặc là bạn muốn làm thêm cái gì nữa với Dragon chẳng hạn, thì các bạn có thể để lại một bình luận nha. Mình sẽ cân nhắc làm nếu như mình có đủ điều kiện. Và mình là Mario Gamer, các bạn xem video, hẹn gặp các bạn trong một video lần sau.